liên quan đến vụ tòa nhà 4 tầng nằm trong hẻm 133/1 đường Bình Quế, phường 27, quận Bình Thạnh xảy ra sự cố đổ sập khi đang sửa chữa. Lực lượng cứu hộ và cứu nạn đã giải cứu thành công 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị đổ sập. Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh cho biết, khoa cấp cứu đã tiếp nhận 2 nạn nhân đều là nam trong vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Quế, quận Bình Thạnh. Trong đó một trường hợp bị đa chấn thương, gãy xương đùi trái, dập phổi.